Rùng rợn truyền thuyết về lần địa ngục, quái vật có thật từng xuất hiện tại Bắc Mỹ. Theo tiếng Hy Lạp thì Ansteladon có nghĩa là hàm răng hoàn chỉnh. Cái tên này được đặt cho loài lợn cổ đại dựa trên đặc điểm cơ thể với mõm dài như cá sấu, miệng đầy răng. Lợn địa ngục là tên gọi mà người ta đặt cho Ansteladon, một loài lợn cổ đại từng xuất hiện ở Bắc Mỹ. Bản tính hung hãn, thói quen săn mồi một cách tàn bạo, loài lợn này đã trở thành kẻ thống trị trên vùng lãnh thổ rộng lớn. Lợn địa ngục Ansteladon. Theo tiếng Hy Lạp thì Ansteladon có nghĩa là hàm răng hoàn chỉnh. Cái tên này được đặt cho loài lợn cổ đại dựa trên đặc điểm cơ thể với mõm dài như cá sấu, miệng đầy răng, bộ móng guốc và đặc biệt là khuôn mặt với cấu trúc được bao bọc bởi lớp xương dày. Trái với suy nghĩ của nhiều người, Ansteladon không có mối quan hệ nào với lợn hiện đại, mà gần với hà mã hoặc là cá voi ngày nay hơn. Lợn Ansteladon có kích thước khổng lồ, cao 2 mét, nặng 4.000 kg, răng nanh dài. Chúng là cơn ác mộng có nguồn gốc từ khu vực Mông Cổ ngày nay, sống trong kỷ nguyên Eocene. Sau đó thì chúng di chuyển dần sang châu Âu và cuối cùng dừng chân ở Bắc Mỹ. Qua các hóa thạch tìm được ở Nebraska, Nam Dakota và Wyoming, các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện được hình dáng lẫn cấu trúc xương của Triodon hay là Tinohyoid, giống lớn nhất trong họ lợn Ansteladon. Triodon, con ác quỷ giữa bầy quỷ. Nếu Ansteladon khiến cho người ta phải kinh ngạc vì trọng lượng lẫn hình dạng, thì Triodon làm không ít người khiếp sợ. Đầu của một con Triodon có thể chiếm từ 35 tới 40% trọng lượng cơ thể, và với bộ răng sắc nhọn, nó đủ sức để cắn xé đến tận xương của đối thủ. Theo các nhà khảo cổ học thì Ansteladon đã để lại những vết cắn rất ấn tượng trên hộp sọ của nhiều loài động vật nhất. Điều này có nghĩa là chúng đã sử dụng sức mạnh vượt trội của mình để nghiền nát đầu con mồi. Tuy nhiên thì Triodon có lẽ còn xảo quyệt hơn những người họ hàng của mình. Chúng kiếm ăn bằng cách chờ một kẻ săn mồi khác hạ gục con mồi, rồi mới sử dụng kích thước và sức mạnh ấn tượng của mình để hù dọa. Triodon và Ansteladon nói chung đều nhìn không tốt trong bóng tối, nhưng chúng có khứu giác cực mạnh. Điểm chung duy nhất mà Ansteladon có với loài lợn hiện đại là tập tính nhặt rác ăn tạp. Chúng ăn bất cứ thứ gì tìm được, bao gồm cả lá, quả hoặc là thịt và trứng của các loài động vật khác. Một cuộc sống không có kẻ thù. Với kích thước khổng lồ và hàm răng đáng sợ, loài lợn địa ngục Ansteladon gần như trở thành bá chủ trong thời đại mà chúng sống. Chúng không gặp bất kỳ mối đe dọa đáng sợ nào từ các loài động vật khác. Tuy nhiên thì theo các bằng chứng khảo cổ được tìm thấy thì trên các hóa thạch xương vẫn còn lưu lại những vết sẹo lớn, sâu hàng cm, cho thấy rằng loài lợn này thường có các cuộc xung đột giữa cá thể trong đàn với nhau. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.